Chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Gia Đình Vui Vẻ Của Tâm Tâm. Hôm nay là một ngày đầu năm mới, thì Tâm xin kính chúc cho tất cả mọi người sẽ có một năm mới thật là bình an, vui vẻ, hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và ấm áp bên gia đình nha. Hiện tại thì Tâm Tâm đang chạy lên trên cầu Ninh Kiều. Và cái lý do mà Tâm Tâm lại đi trên cái cầu Ninh Kiều này là tại vì hôm nay là mùng 1 Tết và có một cái sự đáng tiếc cho chúng ta là tại vì đường hoa xuân nghệ thuật Cần Thơ năm 2021 vừa mới được khai mạc vào ngày 27 âm lịch vừa rồi đó, thì tới 22 giờ ngày 30 Tết đã bị đóng cửa rồi, phải bế mạc. Cho nên là hôm nay Tâm Tâm và bà mẹ quê đi sang đây, sang bên đường sông Hậu đó, để quay cho mọi người xem tình hình hiện tại ở dưới đường hoa bây giờ là như thế nào nha. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đường sông Hậu. Bởi vậy á, nên là Tâm Tâm đi quay lên đường này nè. Và những cái ngày trong Tết này thì mọi người thấy là đường phố khá là vắng vẻ ha, rất là ít xe cộ luôn. Đặc biệt là ở khu vực thành phố, giống như là thành phố Cần Thơ mình nè, rồi ở ngoài Sài Gòn, Hà Nội đó, thì ngày mùng 1 Tết đó là vắng hoe, không có một chiếc xe nào luôn. Có năm mình nhớ là có một cái bạn trên Facebook đó đưa cái ảnh lên là đường phố Hà Nội sạch sẽ tinh tươm và không có một cái chiếc xe nào trên đó luôn. Bây giờ thì Tâm Tâm bắt đầu quẹo qua hướng đi vào đường sông Hậu. Lúc trước khi mà mình mới đi quay đường hoa vào ngày sáng 28 Tết đó, thì ở đây có rất là nhiều điểm người ta để là giữ xe ô tô chỉ có 10.000 thôi. Rồi có bãi giữ xe, có chỗ đậu xe trong nhà đồ, rất là nhiều luôn. Vậy đó, mà bây giờ thoáng cái thôi là những cái bảng hiệu, những cái đó đã người ta đã dẹp hết rồi. Tại vì đường hoa đã bị đóng cửa, cho nên là không có ai mà có cái nhu cầu gửi xe nữa hết. Bởi vậy người ta phải dẹp bỏ mấy cái chỗ giữ xe đi. Thì gần tới đây á, mình thấy là cũng có vài người chạy xe xuống đây nè. Xa xa thì thấy cái cổng của đường hoa. Và không có phải là như mình tưởng tượng đó là người ta dùng rào, người ta che chắn lại, mà họ vẫn để một cái hàng rào thoáng thôi, chứ không có dùng những cái hàng rào như lúc trước, trước khi mà mở cửa đường hoa. Thì cũng có rất nhiều bạn trẻ, rất nhiều người tới đây chụp hình với cổng của đường hoa thôi. Và rất là tiếc luôn ha mọi người. Một cái cảnh quan đẹp như vậy, công trình làm tốn nhiều thời gian như vậy đó, mà do dịch bệnh cho nên là không có dám mở cửa lâu, mà phải đóng cửa bế mạc sớm như vậy. Đáng lẽ đó là tới ngày mùng 5 Tết luôn, là thêm 5 ngày nữa để cho mọi người, bà con đi tham quan, du xuân thưởng ngoạn. Nhưng mà tự nhiên tình hình dịch bệnh có thể là người ta lo là nếu như mà nơi đông người rồi tới đó chụp hình mà không đeo khẩu trang á, thì sẽ gây ra những cái gọi là biến cố mình không có nói trước được. Bởi vậy là đành phải đóng cửa đường hoa thôi. Thì cái đó là cổng trước của đường hoa. Bây giờ thì Tâm Tâm sẽ chạy qua bên đường Lê Lợi và quẹo vào ở phía cổng sau của đường hoa xem như thế nào nha. Cổng trước thì mình thấy là người ta không có rào chắn lại giống như hồi chưa có mở cửa, chỉ dùng hàng rào và có những chú bảo vệ ngồi đó để coi chừng. Tại vì nếu mà mình nghĩ nếu mà mình không có bảo vệ ở đó để coi chừng đó là mọi người cũng sẽ đi vào trong và chụp ảnh thôi. Và chụp ảnh thì phải mở khẩu trang ra, chứ mình trang điểm, mình làm tóc tai đủ thứ hết, quần áo đẹp mà đeo khẩu trang chụp á, thì cái bức ảnh nó đâu có đẹp đâu, đâu có hài lòng đâu, đúng không? Cho nên là vô chụp hình là phải tháo khẩu trang ra, xong rồi có người thì đeo vào, có người không đeo luôn. Bởi vậy lo sợ tình hình dịch bệnh nên phải đóng cửa sớm, đó là một cái điều rất là tiếc luôn. Thì bây giờ mình đang chạy trên đường Lê Lợi, thì mình thấy quán Sáu Đời khá là đông luôn á. Sáu Đời 3, quán ăn nha, là họ vẫn mở cửa xuyên Tết. Và những cái chỗ khác á, thì cửa hàng khác thì người ta đóng cửa. Cũng như những lần trước mình đi xuống đường hoa thì mình quẹo vô trong Trần Văn Khéo, rồi chạy qua đường sông Hậu, chạy ngang chỗ công viên sông Hậu. Bây giờ mình dừng đèn đỏ chút xíu, rồi sau đó quẹo phải xuống nha mọi người. Cùng đi trên một con đường, nhưng mà mỗi lần đi thì là lại một cái cảm giác khác nhau. Lần trước á, thì đi trên đường này và để chuẩn bị quay cái đường hoa trước khi mà nó mở cửa, thì cảm giác rất là nôn nao, rất là vui, phấn khích. Còn bây giờ thì khi mà đường hoa vẫn còn đó nhưng mà không có được hoạt động, chỉ được đứng bên ngoài xem thôi, thì lại có một cái cảm giác hơi tiếc tiếc ha mọi người. Mẹ quê đó là một cái người rất là yêu hoa, cho nên là khi mà mẹ quê nghe tin là đường hoa đóng cửa, không có được mở cửa cho khách vào tham quan, thì mẹ quê rất là tiếc luôn. Tại vì mình thấy những cái bông hoa trong đó nó rất là đẹp luôn, mà không có được ai ngắm hết, thì rất là tiếc cho tụi nó luôn đó. Rồi công sức của những cái cô chú công nhân á, làm trong đó rất là cực khổ cả tháng nay rồi, bao nhiêu là công sức, bao nhiêu là tiền bạc, mà bây giờ chỉ vì dịch bệnh thôi mà chúng ta không có được ngắm đường hoa. Và Tâm Tâm thì có quay một cái video về đường hoa, mình đã up lên đây vào ngày 28 Tết đó. Thì rất là may là tại vì mình quay video đó được rồi, mọi người ở xa, mọi người mà chưa có được đi đường hoa đó có thể vào đó và xem. Thì bây giờ mình chạy gần tới chỗ phía sau của đường hoa. Ở đây thì hôm trước là mình quay được ở cổng phía sau có trang trí những cái chú trâu màu đen đó. Thì hôm nay thì mình xa xa vẫn nhìn thấy những hình ảnh đó, nhưng mà chỉ nhìn được bên ngoài thôi. Vẫn có một chú bảo vệ ngồi ở cái chốt canh cửa đó, không có người cho người ta vào. Mọi người vẫn ghé xe xuống đây và chụp ảnh cổng đường hoa để mà lưu niệm lại cho một cái mùa xuân hết sức là đặc biệt luôn. Thì hôm nay Tâm Tâm và bà mẹ quê cập nhật tình hình ở Cần Thơ trong những ngày trong Tết năm 2021 chia sẻ đến mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi video trên kênh Gia Đình Vui Vẻ Của Tâm Tâm. Cả nhà yêu thích hãy nhớ cho Tâm Tâm một like, share, và ai chưa bấm đăng ký kênh hãy cho Tâm Tâm một nút đăng ký kênh, và nhớ là nhấn vào cái chuông để cho YouTube thông báo cho tất cả mọi người khi có video mới nha. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip lần sau. Chúc cả nhà năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha.